Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt ngày 14 tháng 5 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Vào tháng trước, trong lúc tuần tra, cảnh sát thành phố Đài Trung đã đến nhắc nhở một chiếc xe đổ sai quy định. Tuy nhiên đã phát hiện trên xe có 8 lao động di trú Việt Nam, trong đó có đến 4 người là lao động mất liên lạc, bao gồm một người đang bị truy nã. Cảnh sát đã chuyển giao số người này cho Viện Kiểm sát địa phương và Sở Di dân để tiếp tục điều tra. Trong khi đang tuần tra tại thành phố Đài Trung, cảnh sát đã chặn một chiếc xe do dừng đổ sai quy định. Bất ngờ phát hiện trong xe có đến 8 lao động di trú người Việt Nam. Lúc đó có một người còn có ý định nhảy xuống xe bỏ chạy, nhưng đã bị chặn lại. Do một số người trên xe không có giấy tờ tùy thân, sau khi điều tra xét hỏi, có đến 4 người thừa nhận là lao động bỏ trốn. Qua điều tra phát hiện, trong thời gian bỏ trốn, nhóm người này đều làm việc tại một công trình xây dựng, trong đó có một người đang bị truy nã. Toàn bộ vụ án đã chuyển giao cho Viện Kiểm sát địa phương và Sở Di dân thành phố Đài Trung để mở rộng điều tra. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, hôm nay thời tiết vào buổi sáng và tối tại các nơi đều trở nên se lạnh. Đến ngày thứ tư, nhiệt độ sẽ trở nên ấm hơn. Tuy nhiên, qua ngày thứ năm, gió mùa đông bắc lại tăng cường. Nhiệt độ sẽ giảm từ 1 đến 2 độ C. Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ chỉ còn dưới 20 độ C. Vào sáng ngày thứ ba, nhiều người đã phải mặc áo khoác khi ra khỏi nhà do tiết trời bỗng nhiên se lạnh. Tuy nhiên, từ thứ tư, gió mùa đông bắc sẽ suy yếu dần, nhiệt độ tại các nơi sẽ tăng nhẹ trở lại. Và đến ngày thứ năm, do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc tiếp theo, dự báo thời tiết sẽ se lạnh vào buổi sáng và buổi tối. Theo Sở Khí tượng Trung ương, từ thứ năm nhiệt độ ở các khu vực sẽ giảm thêm từ 1 đến 2 độ C. Mức nhiệt độ thấp nhất ở khu vực phía Bắc có thể xuống dưới 20 độ C. Vào thứ sáu, do gió mùa đông bắc bắt đầu suy yếu, nhiệt độ sẽ lại tăng lên. Theo dự báo hiện tại, vào ngày 20 tháng 5, ngày diễn ra buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống, lượng mây và độ ẩm sẽ được tăng cường. Liệu buổi lễ có khả năng sẽ diễn ra trong mưa không? Sở Khí tượng nhấn mạnh các nơi đều có khả năng xuất hiện mưa rào vào ngày hôm đó. Theo dự báo, lễ nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 5 có khả năng mưa ở khu vực phía Bắc với tỷ lệ hơn 30%. Hiện tại, các hoạt động chuẩn bị đang được tiến hành để đảm bảo buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, trong vòng một tuần đến 10 ngày tới, một dự động nhiệt đới đang được hình thành ở phía đông Philippines. Tuy nhiên, khả năng ảnh hưởng đến Đài Loan là khá thấp, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Gần đây, có nhiều cửa hàng ở Cao Hùng thu nhầm tiền giả, có mệnh giá 100 đồng Đài tệ và 500 đồng Đài tệ. Các cửa hàng này cho biết, chất liệu và kỹ thuật làm giả của loại tiền này khá thô sơ. Những dãy số thậm chí còn được viết bằng tay. Bọn xấu lợi dụng lúc chủ tiệm bận rộn để trà trộn tiền giả vào tiền thật nhằm trục lợi. Hiện nay, cảnh sát đang toàn lực truy xét. Soi hai tờ tiền dưới ánh đèn, tờ tiền thật ở phía bên phải sẽ xuất hiện hình hoa mai và số 100, còn tờ bên trái thì hoàn toàn không có. Nếu xem kỹ phần dây bảo hiểm trên tờ tiền, sẽ phát hiện những con số trên phần này đều được viết tay. Chất liệu và thủ đoạn làm giả của tờ tiền này rất thô sơ, nhưng kẻ gian đã lợi dụng lúc cửa hàng bận rộn để trộn lẫn. Gần đây, nhiều nơi ở Cao Hùng xuất hiện tiền giả mệnh giá 100 đài tệ. Nhiều quán trà sữa chợ đêm và sạp hàng tại chợ truyền thống đều trở thành nạn nhân. Các chủ cửa hàng nghi ngờ kẻ gian nhắm vào tờ 100 đài tệ. Do có mệnh giá nhỏ nên nhiều người không cảnh giác. Phía cảnh sát cho biết đã xác định được nghi phạm. Ngân hàng Cao Hùng cũng đưa ra hướng dẫn cách nhanh chóng phân biệt tiền thật và tiền giả. Nếu là tiền thật thì khi soi trước nguồn sáng, mặt trái của tờ tiền sẽ có hình bóng chìm và mệnh giá ẩn hiện. Các con số trên tờ tiền cũng sẽ đổi màu khi nghiêng theo các góc độ khác nhau. Khi dùng tay sờ vào, giấy của tờ tiền giả cũng trơn nhẵn, trong khi tờ tiền thật thì có cảm giác sần sùi. Màu sắc của tờ tiền thật cũng có phần sẫm hơn. Các con số trên mọi mệnh giá đều được in nổi nên sẽ có cảm giác cộm hơn khi sờ vào. Người dân cũng có thể tham khảo thêm các cách phân biệt khác trên trang web của Ngân hàng Trung ương Đài Loan. Tối qua, một nhà máy sản xuất nhựa tại thành phố Đài Nam đã xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy kéo dài đến 12 tiếng đồng hồ. Mãi đến sáng nay, mặc dù ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng vẫn còn cháy âm ỉ và kèm theo một lượng lớn khói đen dày đặc. Cục Bảo vệ Môi trường khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài.
ngọn lửa bùng phát dữ dội từ các tấm tôn, khói cuồn cuộn bay lên trời trông vô cùng khủng khiếp. Khu vực lầu 3 của nhà máy sản xuất nhựa được lợp bằng tôn đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tối ngày 13 tháng 5, một nhà máy sản xuất nhựa ở khu vực Gia Lì, thành phố Đài Nam đột nhiên bị bốc cháy. Vụ hỏa hoạn kéo dài 12 tiếng đồng hồ, toàn bộ diện tích của nhà máy khoảng 3.900 m² đều bị thiêu rụi. Mặc dù ngọn lửa đã được dập tắt vào sáng nay, nhưng hiện trường vẫn còn khói đen bốc lên ngùn ngụt. Theo Cục Bảo vệ Môi trường, chất lượng không khí tại các khu vực lân cận đều sẽ bị ảnh hưởng. Khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Trước thềm buổi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Đài Loan ngày 20 tháng 5, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng vừa kết thúc chuyến thăm tại châu Âu. Theo phân tích, ý đồ của Trung Quốc là nhằm chia rẽ tình đoàn kết trong Liên minh châu Âu và gây ra sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu. Phán đoán sau này cũng sẽ mở rộng sự can thiệp vào các hoạt động hợp tác giữa các nước châu Âu với Đài Loan. Một nghị sĩ của Hungary đã đăng bài viết kèm theo bức ảnh choàng quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc trong một cuộc biểu tình phản đối khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm đến thủ đô của nước này, qua đó nhằm bày tỏ lo ngại trước chính sách thân Trung của chính phủ. Trong buổi biểu tình còn có người phát bài quốc ca của Đài Loan và mặc trang phục gấu quy đi, đối đầu với đám đông cầm quốc kỳ của Trung Quốc. Megkérdeztük a rendőrurakat, és azt mondták, hogy akik bent vannak azok. Tuy nhiên, theo cảnh báo của Cục An ninh Quốc gia Đài Loan, chuyến công du ba nước châu Âu gồm Pháp, Syria và Hungary của ông Tập với ý đồ củng cố lực lượng ủng hộ, đồng thời phân hóa sự thống nhất của châu Âu đối với Trung Quốc và sự liên kết với Mỹ, dự đoán Trung Quốc sẽ tăng cường và mở rộng can thiệp các hoạt động hợp tác giữa châu Âu với Đài Loan trong tương lai. Xi Jinping 则盼修补与欧关系, 游说法国等欧洲国家, 应坚持战略自主, 能重视在陆, 经贸利益以及美国大选增加美欧关系变数. Theo Bộ Ngoại giao, ông Tập Cận Bình có khả năng sẽ thực hiện thường xuyên các chuyến công du đến châu Âu, vì thế cũng làm dấy lên mối lo ngại quan hệ giữa Đài Loan và các nước châu Âu sẽ có sự thay đổi. Bộ Ngoại giao Đài Loan khẳng định đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia châu Âu và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trước khi kết thúc, xin mời quý vị cùng đón xem lễ hội đèn lồng ở Seoul.